Câu hỏi của Nguyễn Hồng: con chưa rõ kinh Lương Hoàng Sám trong chương 15 và 16, lễ Phật thế cho các vị trời, các vị tiên, Phạm Vương, Đế Thích, các vị ấy thông minh hơn con người, tại sao chúng ta phải lễ thế cho họ? Xin Thầy giải thích giùm. Trước nhất, Lương Hoàng Sám là một nghi thức sám hối chứ không phải là kinh. Cho nên gọi đúng là Lương Hoàng Sám Pháp, pháp sám hối gắn liền với vua Lương Hoàng Đế. Còn tại Việt Nam chúng ta gọi nôm na và gọi không chuẩn xác thành là kinh Lương Hoàng Sám. Kinh đó là lời Đức Phật nói, lúc đầu được học thuộc lòng, sau đó thì ghi chép thành văn tự. Còn sám là một cái nghi thức lễ Phật đặc thù của Phật giáo Trung Hoa. Và cái nội dung của các cái nghi thức sám pháp thì bao gồm có ba. Thứ nhất, đánh giá để dẫn đến nhận thức rằng là các hành vi cố ý hay vô tình của chúng ta trong quá khứ là sai lầm về luật, có lỗi về dân sự, để lại nhiều hậu quả tiêu cực cho mình và cho người. Thứ hai đó, khởi lên một cái cam kết và quyết tâm lớn không tái phạm thêm một lần nào nữa ở hiện tại và trong tương lai. Thứ ba đó, nỗ lực gieo trồng và sống với các hạnh nghiệp tích cực và về bản chất đối lập lại với các hành vi, lời nói, việc làm xấu xa, tội lỗi, bất hạnh trong quá khứ bằng số lượng tương đương hoặc là nhiều hơn, thì cái đó được gọi là chuyển nghiệp. Nội hàm của sám hối giờ gồm có ba điều như trên thôi, nhưng mà để thực hiện đó thì văn học sám hối của Trung Quốc được xem là phong phú nhất, không chỉ trong các nước Phật giáo Đại Thừa mà còn trên toàn cầu. Từ Lương Hoàng Sám có nhiều chương, chương 15, 16 hướng dẫn chúng ta lại Phật, sám hối các cái tội nghiệp, dùm cho chư thiên, tức là những con người ở ngoài hành tinh. Thì cái đó nó chỉ là cách thức để chúng ta bày tỏ cái sự quan tâm của mình dành cho những con người mà mình chưa quen biết. Đó là một sự thực tập tâm từ bi. Chứ thực ra đó, ai đó làm tội, làm lỗi, mà nếu như người đó không tự mình làm ba điều mà tôi vừa nêu mà người khác làm giùm đó, thì hoàn toàn không có tác dụng. Ngay cả khi mà bị bắt đi, trở thành một nghi phạm, thì người nào thật tình khai báo, không che giấu, hợp tác với các cơ quan điều tra và chân thành nhận lỗi, thì thường sẽ đón nhận được cái chính sách khoan hồng, giảm án ở một mức độ nhất định nào đó. Thì việc sám hối cũng vậy. Thì để dễ sám hối, chúng ta phải đứng trước một vật thật. Có một vị Phật như là Phật Thích Ca, hoặc Phật Dược Sư, hay là Phật A Di Đà, hoặc bao gồm các vị Phật hay là các vị Bồ Tát, chúng ta dễ dàng thể hiện lòng tôn kính, thì mình bày tỏ ra có nhiều cái tội và cái lỗi, chúng ta ngại không dám nói người khác, nhưng mà trước các tượng Phật, các hình ảnh Phật Bồ Tát thì chúng ta dễ dàng bày tỏ và bộc lộ. Thế vậy thì cái giá trị của sám hối đó chủ yếu là giúp cho chính mình không còn là người tội lỗi tiếp tục. Nhưng mà nhớ là từ lúc mình nhận thức một cái lỗi cho đến lúc mà chuyển được cái nghiệp đó, đó là cả một quá trình. Còn Trung Quốc thì thường ưa đó cường điệu để khích lệ tinh thần, như là hồi đầu thị ngạn, quay đầu là bờ. Thực ra đó, từ thời điểm quay đầu cho đến lúc vào bờ đó, nó sẽ bằng với khoảng cách mà chúng ta đã đi xa bờ. Có nhiều người đó đang đi lội vào bờ đã chết do kiệt sức. Có người lên tới bờ rồi là ngã quỵ bất tỉnh, và có một thiểu số đủ cái sức mạnh để vào tới bờ và vẫn còn tỉnh táo thôi. Cho nên
về phương diện nhân quả, nhất là trong cái tiến trình chuyển nghiệp ấy, thì bất cứ ai giàu có thiện cảm và tâm từ bi muốn lại Phật, lại Bồ Tát để sám hối tội nghiệp xấu và tiêu cực của một người nào đó, bao gồm người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, huyết thống, bạn bè hay là con người ngoài hành tinh, thì không vì thế mà nghiệp xấu, tiêu cực nếu có của những người đó sẽ hết. Cái chuyện đó là không bao giờ xảy ra. Và tương tự đối với bản thân của mỗi người sám hối đó, nếu chỉ dừng lại ở hai phương diện đầu, thứ nhất nhận thức sai lầm, thứ hai đó là cam kết không tái phạm, thì toàn bộ các nghiệp xấu đó vẫn còn y nguyên thôi. Cho đến lúc nào chúng ta đi bước thứ ba, đó là chuyển nghiệp bằng số lượng tương đương hoặc nhiều hơn các nghiệp lành đối lập với các nghiệp xấu, thì sự sám hối đó mới được xem là có giá trị thực đại. Như vậy, sám hối là cái điểm xuất phát để chúng ta hướng đến cái việc đó, đó là chuyển nghiệp thôi. Làm được như thế thì thành công, còn không làm được như thế đó thì giàu có nằm mơ thấy Đức Phật và phóng hào quang, rồi đến kế bên xoa đầu, tưới nước, hứa khả cho chúng ta rằng là mọi tội lỗi kết thúc, thì tội nghiệp đó vẫn còn y nguyên.